Trung Kim Mô Tô chào tất cả anh em nhá. Chỗ này cái gì nhỉ? Đại Lộc Đại Hợp Kiến Thụy Hải Phòng. Chỗ này là chỗ Đại Lộc Đại Hợp Kiến Thụy Hải Phòng. Đại Lộc 2. Đại Lộc 2 rồi. Đầy đủ. Vâng. Em có bán cho anh Sĩ. Đại Lộc 3. Đại Lộc 3. Em bán cho anh Sĩ là một chiếc xe Win Huyền Thoại 100. Em phục dựng từ đồng nét sắt vụn. Chọn gói giá là 25 triệu và anh thêm đồ. Còn thêm cái gì hai bên mà cả với nhau xong xuôi rồi. Đúng rồi. Thì thông qua cái video này em muốn nói hỏi anh này. Ở trên mạng anh em đăng lên ấy thì anh ưng em, anh tin tưởng em, anh mua. Bây giờ anh nhận xe thực tế ra này, thì anh kiểm tra xe, anh đi thử rồi, em xin cảm nhận. Mình thấy là rất là ok rồi. Vâng. Cái này nó nhìn bên ngoài nó còn đẹp. Hơi chê cái bô đấy. Nó còn đẹp hơn ở trên trên mạng nhiều. Vâng. Bô chuẩn bị từ 6 triệu đến 10 triệu. Đúng rồi, chuẩn. Cái bô nghe không đã. Bác nghe cho nói này, nếu mà muốn một cái bô đạt này, cái xe đạt ấy nó có thể lên tiền trăm. Còn xe này chỉ 25 triệu. Và bác thêm bình xăng thủ trước thủ sau yên thôi. Còn bác bỏ cái ơn cái bô còn khoảng cũ ấy từ 6 đến 10 triệu hoặc 3 triệu cũng được. Còn mới 14 đến 17 triệu. Đấy, còn các bác có thể không tin thì bác tự tìm hiểu. Đấy, con này xác định khoảng được 60 triệu. Đấy, bác này thì khen cái bô. Còn bác này chê cái bô. Thế cháu chẳng biết tin ai. Anh em ơi, sắp đến nơi rồi nhá. Sắp đến nơi để giao con xe đầu tiên cho bác trả phòng rồi. Còn 4 cây 7 nữa là đến nơi anh em nhá. Cái bác ngay đồ sơn ấy. Đây này. Ba chiếc xe này anh em nhá nhá. Một đỏ, hai đen. Thì một chiếc đen em giao ở đồ sơn Hải Phòng. Còn một chiếc xe đen em giao ở thành phố Hải Phòng. Và chiếc xe đỏ em giao ở thành phố Hạ Long. Anh em đợi cái kết nhá. Em đi đâu làm gì, em đều có video quay cho anh em. Và đặc biệt nhấn mạnh em ship tận nhà anh em. Anh em đi thử, ok ưng với trả tiền. Anh em yên tâm. Còn 950m rồi đến nhà anh em nhá. 3 phút nữa. 950m đến nhà anh ấy. Anh em đợi cái kết xem em giao tận nhà anh. Chiếc xe đầu tiên này quất đào rất là nhiều luôn anh em nhá. Xem có thành công hay không nhá. Đây anh em ơi, em đến nhà anh rồi đây này. Và cái ngõ nhà anh ở trong xóm này. Đấy, em đang điện cho anh ấy. Đấy. Em đang điện cho anh nghe máy hay không anh em nhá. Điện hai số thì không được. Điện nốt số này này. Anh em đợi cái kết nhá. Hai số rồi. Điện Zalo cũng nghe máy anh em ạ. Điện số điện thoại không được. Alo. Anh em thật mẹ anh em gọi anh cổ lưỡi mà không nghe chắc lại quay về. Alo. Em đang ở đầu đường nha, anh chào đón em mình nhá. Em đang ở chỗ nào rồi? Em đang ở cái tạp hóa cái gì Hồng Kông này này. Shop Hồng Kông này này. Hồng Kông ở chỗ nào? Kiến Thụy Hải Phòng đây, cho anh gửi vị trí cho em, cách nhau 300 mét ở trong ngõ đúng không? Nhà anh trong ngõ ấy. Không, tức là em đi em phải đi đến kia ngã ba Đồng Lẻo đấy, rẽ vào cho anh 5 cây nữa. Cái chỗ anh cứ vị trí cho em mà. Ừ, chỗ vị trí đấy. Từ vị trí đấy vào nhanh 5 cây nữa. Không, tức là vị trí anh gửi thế là chuẩn đấy. Nhưng mà em thử hỏi người dân xem là. Anh ơi, ở chỗ này chỗ nào? Em đang ở đường 403 Đại Hợp Kiến Thụy Hải Phòng. 403. Ừ, đúng rồi, Đại Lý Phương Lam Nem Chả Mực. Hoặc là gần cái quán BBQ lẩu khói. Rồi. Đi vào đây, đi vào đây, đi thẳng lên đây. Đi tiếp à? Đi thẳng lên tiếp à? Đi qua cái trường mầm non Đại Lộc ấy là có cái quán bên tay trái mà biển Hoàng Sĩ Đồng Hồ đó. Nhanh nhỉ, chụp đường to lên luôn à? Đúng rồi. Tức là phải đi qua cái lẩu BBQ đấy đúng không? Em cứ đi thẳng lên đây đi. Vâng, anh ra đón em nhá, em nhìn được một đống xe. Cứ đi thẳng lên. Vâng. Ok anh em đợi cái kết nhá. Đấy khách hàng gửi cái định vị nó cái sai này anh em này. Đây anh em nhá, anh ra đón này. Đây quay đi, quay cầm quay. Quay. Để đâu anh ơi? Để đây ạ. Xuống. Đèn. Đang đi có bà mà núp vào xe, sợ thật. Mẹ đèn. Kéo ra thế này, mấy tay kéo ra. Rồi. Tôi quay đi, tôi quay đi.
Nó ra đâu. Anh ạ. Của anh Sĩ. Anh Sĩ. Được đấy. Ông chơi được đấy. Sốt niên anh ạ. Hôm nay vất vả là gặp phải dưới mưa anh ạ. Không phải sốt niên, ra đúng ngã tư. Đi rất là chậm, tư dung cứ bà cầm bông hoa. Bà cầm bông hoa, bà làm phát thẳng vào xe em. Đen thật. Thế bà giải quyết vụ đêm gió ông. Nhà mọi người đi đường bảo là bà kia bán sai rồi, bà bảo thu công an cái đi thôi, đi. Chưa đầy 30 giây để đi luôn. Một con à? Một con thôi. Lấy 3 con vào. Thôi một con thôi. Mình bảo hôm nay đen rồi, đen không những đen mà lại còn mưa gió, vất vả. Nó thật anh 2 giờ hơn mới ăn cơ, ăn 3 giờ mới ăn. Anh biết mà đi đâu quay đấy anh biết không mà. Không sao. Đây, giận phát nổ này. Ok. Mày quá, giận phát nổ vẫn nổ. Win này anh chơi từ năm 94 chứ nhằm đã chơi rồi. Mà con này là con thứ đấy, xanh nhan đầy đủ chưa? Rồi. Lần thứ gì rồi đấy? Nè hết đúng không? Đúng rồi. Chỉ còn mỗi cái là không có cái đúng bảo rồi. Vệ này thì nếu có bảo vệ nữa thì mí mãn luôn. Gửi cho anh nữa. Rồi ok. Không biết bảo anh rồi. Ừ đúng rồi. Lấy cái khăn nâu không? Thôi kể ra đi. Anh đi chạy vòng đi. Nhà anh đây. Sáng nay cô không chạy thử nhưng em rất thích chạy thử. Đúng rồi, chạy thử tí cho nó. Chạy thử nó là cái mình nâu được mình không xà thôi. Vào đâu nhưng mà. Rồi ok. Đây còn cái này tối anh chỉnh cao thấp ở đây này. Ừ đúng rồi. Đấy. Anh cứ đi. Đây nó hơi anh em đợi cái kết nhá, xem anh đi thử về xem như nào. Bô giòn nhờ. Ờ. 29 các bà. Và ba chân dài đi rồi. Anh em đợi cái kết cho anh đi thử xem như nào nhá. Tay lái nó không phải là lái xịn. Ok anh em nhá, đợi cái kết cho anh đi thử về đây này. Để cảm nhận thực tế 28 Tết anh em nhá. Đấy, sang bên này. Sang bên này. Thì ông bảo hôm nay hổ về mà đây. Đây nhà anh đây luôn à? Đúng rồi. À bán ở đồng hồ vợ làm cắt tóc à? Hay không, đấy luôn? Là con dai làm cắt tóc. À thế à? Đúng rồi. Anh dựng chân trống dưới lên cho nó ấy. Đây mình bảo đen rồi, hôm nay đen mưa gió này. Nhà đi mưa là đen rồi. Anh chỉ cần gảy nhẹ phát nó về mà. Nó chưa chỗ ấy đấy. À đây chưa đèn tím à? Đèn tím. Đèn tím. Nhưng mà cứ tưởng là đèn tím mới là độc đấy, đúng rồi đó, là phải đèn xanh. Vâng. Anh ơi, cho nó làm cái video xong anh em mình vào uống nước. Ừ, rồi, ok. Bao tiền con đấy? Ta cháu rẻ mà. Nên là từ 25 triệu trở lên, tùy ta bắp vào đồ. Ta phải chém, đây xem không dùng máy luôn nhá. Đúng rồi. Đây cầm đúng em đọc mày, cho. Mày lấy cái này luôn này. Em đọc xem có chuẩn không hay không? Đúng rồi. Xuống máy. Chỉ cần xuống máy là xong. Xuống máy em đọc nhá. 001330. Không đấy, số khung đấy, anh nhìn trùng chưa? Cứ trùng là được. 001330. Nó nằm ở chỗ nào ấy nhỉ? Ôi chết rồi. Đây nhá. Không dính đâu. Đây. Số máy này. À. Số máy đuôi 1369 này. Đúng rồi. Số khung này 001330 đây. À rồi. Đây nhìn thấy chưa? Rồi. Đây nhá, đọc này. Số máy này. 101369 đúng không? 100. Đúng rồi. 1369. Đúng rồi. Em vẫn nhớ cái số máy đẹp mà. Thế bảo cái giấy mà cái gì trích của Bộ Công an hay là Bộ Giao thông hay là em cái... chưa gửi cho anh à? Chưa. Được rồi, em sẽ check, em gửi qua điện thoại thôi. Ok. Nhá. Ừ. Em check trên mạng, hình như em có check rồi đấy. Chính xác là con xe này là bao tiền? Tức là cháu dọn là từ 25 triệu trở lên. Cái xe gì mà phải dọn? Xe mới xe nó cũ. Là một cái xe cũ. Xe cũ dọn đến. Từ sống xấu sắp bẩn lên dọn lên mới như này. Tức là xe xịn nên là xe tàu. Xe xịn. Honda. Cái này quên mất không bảo là cho cái màu vàng. Được rồi, qua Tết em tặng anh. Được, còn mình... cái bản đấy chốc em check phải gửi mình, trong tối mình, này mình thích cái màu vàng. Cái này thích cái màu vàng à? Ờ đúng rồi. Vâng.
ghi vào. Không ghi gì đâu. Được rồi. Đấy, nhìn hết một lượt đi. Nhưng mà con này biển Hà Nội nhá. Biển Hà Nội đấy bác, nhìn biển Hà Nội nó mới giá trị chứ còn biển Hải Phòng thì cũng bình thường. Hà Nội nó bình thường. Vâng. À, Hà Nội là không vội được. Đây cái lốc này này. Anh nhìn cái này này. Nhìn cái này. Đấy. Giá trị không có đầu bò nhá. Chế này. Bòi cũng 8 lỗ đàng hoàng nhá. Đấy. Ok, để làm cái video này. Cái gì bác? Tức là cái bây giờ làm cái video anh nhá. Ok ok. Chú Kim Moto chào tất cả anh em nhá. Chỗ này cái gì nhỉ? Đại Lộc Đại Hợp Kiến Thụy Hải Phòng. Chỗ này là chỗ Đại Lộc Đại Hợp Kiến Thụy Hải Phòng. Đại Lộc 2. Đại Lộc 2 rồi. Đầy đủ. Vâng. Em có bán cho anh Sĩ. Đại Lộc 3. Đại Lộc 3. Em bán cho anh Sĩ là một chiếc xe Win Huyền Thoại 100. Em phục dựng từ đồng nét sắt vụn. Chọn gói giá là 25 triệu và anh thêm đồ. Còn thêm cái gì hai bên mà cả với nhau xong xuôi rồi. Đúng rồi. Thì thông qua cái video này em muốn nói hỏi anh này là trong quá trình sử dụng xe này ở trên mạng anh em đăng lên ấy thì anh ưng em, anh tin tưởng em, anh mua. Bây giờ anh nhận xe thực tế ra này thì anh kiểm tra xe, anh đi thử rồi, em xin cảm nhận. À, mình thấy là rất là ok rồi. Vâng. Cái này nó nhìn bên ngoài nó còn đẹp. Hơi chê cái bô đấy. Nó còn đẹp hơn ở trên trên mạng nhiều. Vâng. Bô chuẩn bị từ 6 triệu đến 10 triệu. Đúng rồi, chuẩn. Cái bô nghe không đạt. Bác nghe cho nói này, nếu mà muốn một cái bô đạt này, cái xe đạt ấy nó có thể lên tiền trăm. Còn xe này chỉ 25 triệu và bác thêm bình xăng thủ trước thủ sau yên thôi. Còn bác bỏ cái yên cái bô còn khoảng cũ ấy từ 6 đến 10 triệu hoặc 3 triệu cũng được. Còn mới 14 đến 17 triệu. Đấy, còn các bác có thể không tin thì bác tự tìm hiểu. Trăm là chưa bình thường. Đấy, con này xác định khoảng 60 triệu. Đấy, bác này thì khen cái bô. Còn bác này chê cái bô, thế cháu chẳng biết tin ai. Thực ra cái bô tầm tiền đấy thôi. Nhà chơi pin từ năm 93 trên 4. Bộ pin như là nó là con, còn cái bô là cũng con thành nghe biết. Nhà này nếu nói về thời kỳ bô xe xịn thì cũng ba con. Quan trọng là tiền nữa, đúng không? Vì là máy đang ruda. Quan trọng là tiền nữa anh nhá, có nghĩa ý cho nó này. Cái bô bác đang không ưng, bác bảo cái bô này lỗ chưa hay bằng ô xịn. Máy này về giờ có phải ruda không? Không. Bác cứ đi nhẹ nhàng là được rồi. Anh cho quên mất đấy. Thôi. Thay dầu mới chưa? Thay dầu mới chưa? Tất cả xe nhà em thay nó mới. Thôi như này nhá. Bây giờ anh em mình vào việc có 10 còn đi 2 xe nữa. Đúng rồi là quyền cái xe điên thật. Chứ cái này, tất cả mọi thứ về an ninh giấy tờ em đã qua gửi cho anh, kiểm tra ok rồi. Thì anh đi thử anh cho xin cảm nhận ngắn gọn. Rồi ok, anh thấy lệch lạc gì cơ? Rất là ngon rồi. Vâng. Như ý rồi, chạy thôi, chạy. Anh đi thử rồi. Chạy thử rồi. Đây, tất cả đầy đủ hết rồi. Ok, cứ thoải mái anh ạ, kể cả chục người đi được. Không sao cả, đấy, sinh nhan đèn quay đầy đủ. Quay đây. Đấy. Để bác đi thử luôn. Pha cốt thế nào, sinh nhan, cơ học quá là bảo nó làm việc luôn. Đúng rồi. Cháu rất thích đi xem mà mọi người kiểm tra như này. Bàn giao xong rồi mới được xong xuôi, bắt đầu mới chuyển khoản. Đúng rồi. Bác ơi, cháu đã giao xe tận nhà là bác yên tâm. Xem cả giám sát luôn. Vâng. À, hôm nay là giao trong Hải Phòng, xong về đây xong ra Quảng Ninh. Không, Hải Phòng đấy nhá, là mẹ ông ấy mất. À. Cho nên em phải giao con này của anh đầu tiên. Rồi, okay, xong okay. Ra Quảng Ninh giao là ngủ ở đây một đêm. Hôm sau mới giao Hải Phòng. Ok ok. Thế là cũng nó không được thuận lắm. Không được thuận. Đúng. Phải thuận đâu, Hải Phòng xong về đây mới về Quảng Ninh. Công việc là về luôn. Rồi. Riêng quan điểm em này, đến giao xe em rất thích là kiểm tra này, xoay nọ xoay kia thoải mái. Đúng rồi. Vì mình tự tin với mình rồi, sao mình phải ngại? Nhưng mà nhiều người ta không xoay. À vâng, cháu rất mong các bác kiểm tra mà. Từ trước giờ cháu còn mong. Mình biết là kỹ thuật mình phải kiểm tra. Vâng. Khách không kiểm tra, cháu còn bắt kiểm tra. Thế bây giờ thời gian nó cũng muộn, đi vào nhà ông nước đây. Đi. Để cháu nước chào rồi. Bác về ạ, chào bác. À rồi, thế về cho nó nhanh chóng chứ còn. Nhanh chóng. Cháu không có chạy đi. Thế đấy nhanh. Đến tiền mặt à? Tiền mặt đã chuyển khoản được hết. Cái việc của người lớn. Cứ hỏi ra đi, ra chuyển khoản đây là đập có chịu không nữa. Đúng. Tôi hỏi bao nhiêu hỏi thay dầu chưa chứ. Xe mới phải thay dầu mới chứ bác. Nghĩa là chỉ việc đi thôi. Số em đen thật. Trắng. Thế là bao người ta người ta. Đấy, nhưng mà người ta bảo bác cái sai. Người ta bênh mình rồi đúng không? Bênh mình thế bảo đúng chứ 30 giây. Thôi đi. Bỏ qua cho người ta. Người ta cũng già rồi. Ha ha ha.
chủ yếu người ta okay, thích cái độ mới, độ chất cái độ mới chứ còn. Nó chỉ ra khoảng 2 lít thôi bác. Vâng, 2 lít. Đi vào nhà uống nước thanh toán, coi như chốt kèo thành công, bắt tay bác cái. Ok. Rồi. Cảm ơn anh xin rất nhiều nhá. Rồi. Tất cả xe giao xe hai người đi thử kiểm tra hết đầy đủ rồi bác nhá. Anh cũng rất cảm ơn em và cảm ơn tất cả các anh em đội thọ nhé. Vâng. Rồi ok. Thử cho anh một con xe rất là ưng ý đấy. Vâng ạ. Hôm nào em gửi tặng bác cái bảo vệ nữa. Ừ, cái bảo cái vệ biểu tượng này. Cái đấy màu vàng. Đúng rồi, màu vàng. Ừ. Anh rất thích cái màu vàng. Đi okay. đi vào ngoài uống nước em ạ. Đi vào nhà đi uống nước. Uống nước em ơi. Chốt kèo thành công nhá. Cảm ơn anh em, chiếc xe đầu tiên đã giao thành công. Chiếc xe đầu tiên chốt thành công. 28 Tết hai anh em đi giao xe. Ok, anh em quay đi. Video đấy mới là cái để người ta mua. Người ta thấy nó có thực tế hơn. Đúng bài này. Mình tạo lòng tin mà. Đúng bài. Thôi anh ơi này nhá, tiền em nhận đây rồi, đầy đủ rồi. Đấy. Anh nhìn này hôm nay đi. Họ tấn đưa tiền mặt thôi. Ừ. Đấy. Này nhá, việc đầu tiên là em giao cho anh đăng ký với giấy tờ xe xong xuôi. Rồi, tất cả hợp pháp. Ấy bản check gốc em sẽ gửi cho anh vào vào Zalo. Okay. Anh lưu anh cất đi nhá. Ok. Đấy. Việc thứ hai là em cũng nước uống rồi. Đấy, ăn rồi. Em xin phép bác còn giao hai xe nữa. Rồi ok. Đấy, việc đầu tiên là như thế thì thôi. Rồi chuyến này xin cảm ơn hai em nhá. Vâng. Cảm ơn tất cả các anh em. Em cảm ơn bác rất nhiều. Okay. Em chúc bác và đình một năm mới sức khỏe, tạ lời bình an nhá. Ok, cũng đấy. Chúc em làm ăn càng ngày càng phát triển tới tới nhá. Vâng, bất kỳ có vấn đề gì alo cho em nhá. Okay, cứ quay đi. Chào anh nhá. Em xin phép em về đây. Quá đẹp luôn. Cái bản chế gốc em sẽ tặng, yên tâm. Mấy cả ra Tết này em, anh quên thì anh nhớ giúp em cái đôi lốc nhá, để tặng anh kèm kèm lốc. Cái này em phải quay lại đúng không? Ừ đúng rồi. Ok. Quay ngược lại đi ra cái đường nó ba đồng lỏng này 5 cây. Vâng. Nên là ra cái đường 353 đấy là. À rồi rồi biết, xong lên cao tốc. Đấy đúng rồi đúng rồi. Ok, tôi cảm ơn anh nhá. Ok. Cảm ơn anh em nhá. Huyền thoại Win 29F3 6206 đã dừng chân ở Kiến Thụy Hải Phòng đúng không? Đấy, Đại Lộc Đại học. Đại Lộc. Không, kiến thiệu ở phòng. Ok, đi về thôi. Đấy, em về nhá.